Bia Sài Gòn 140 năm dòng chảy lịch sử. Bia Sài Gòn Top 21 tập đoàn sản xuất bia lớn nhất thế giới. Bia Sài Gòn 90 triệu niềm tự hào của Việt Nam. Bia Sài Gòn một thương hiệu đẳng cấp quốc tế, từ tinh hoa 140 năm của người Việt qua cùng công nghệ hiện đại bậc nhất của người Đức, mang đến chất lượng tuyệt hảo cùng hương vị bia ngây ngất, khơi dậy niềm đam mê say đắm bao thế hệ. Nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu được xây dựng theo chỉ đạo của chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008 nhằm đáp ứng nhu cầu và niềm tin dùng của người dân khu vực. Năm 2009, nhà máy Bạc Liêu chỉ mới sản xuất được 23 triệu lít bia. Đến năm 2015 đã tăng trưởng đạt 45 triệu lít bia, góp phần hoàn thành kế hoạch sản lượng chung 1 tỷ 480 triệu lít bia của toàn tổng công ty. Quy trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế được nhà máy Bạc Liêu áp dụng theo yêu cầu của Bia Sài Gòn để đảm bảo chất lượng bia thượng hạng như ISO 9001-2008, ISO 22000-2005, ISO 14001-2004. Từ khi xây dựng đến nay, nhà máy Bạc Liêu đã cung cấp 780 triệu chai bia cho thị trường, là minh chứng mạnh mẽ cho hàng triệu niềm tin dùng nồng nhiệt của người dân khu vực. 780 triệu chai bia là 780 triệu bàn tay tiếp sức cho nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu, đưa hơn 1.500 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Chính niềm tin yêu dùng của khách hàng là cầu nối để Bia Sài Gòn Bạc Liêu thực hiện các hoạt động chung tay cộng đồng, hỗ trợ các gia đình chính sách, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, tài trợ học bổng, ươm mầm tài năng trẻ, ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam, xây dựng cầu giao thông nông thôn, tài trợ cho các hoạt động văn hóa thể thao của địa phương. Không chỉ đầu tư vào dây chuyền công nghệ máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại bậc nhất thế giới, nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu cũng như tổng công ty đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên sâu về khoa học công nghệ cho 25 kỹ sư cao cấp của Bia Sài Gòn tham dự khóa đào tạo dài hạn R-Master tại Viện Nghiên cứu của Berlin Đức. Đều đặn liên tục hàng năm, nhà máy Bạc Liêu đều cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, hội thảo chuyên ngành về kiểm soát chất lượng, nếm thử bia theo phương pháp chuẩn quốc tế. Công ty cũng tài trợ kinh phí cho cán bộ công nhân viên của công ty đi học thạc sĩ chuyên ngành. Những nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, những đóng góp tích cực cho các hoạt động vì cộng đồng của nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã nhận được sự khen ngợi, cổ vũ khích lệ từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu. Đây cũng là động lực để nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu tiếp tục phấn đấu không ngừng cống hiến. Năm 2012, công ty được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3. Liên tục các năm 2011, 2013, 2015, nhà máy Bạc Liêu vinh dự đón nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ trao tặng. Năm 2015, Bia Sài Gòn vinh dự được Royal Agricultural Society of Victoria, Hiệp hội Hoàng gia Victoria, long trọng trao các giải thưởng bia danh giá nhất thế giới tại Úc, giải thưởng bia quốc tế AIBA năm 2015 cho các sản phẩm Bia 333 Premium Export, vinh dự được trao giải vàng với chứng nhận là sản phẩm tốt nhất có phong cách laser. Bia chai Sài Gòn Export được trao giải bạc, Bia Sài Gòn Laser được trao giải đồng. Những khát khao mạnh mẽ nhằm chinh phục những tầm cao mới, những nỗ lực bất tận vì chất lượng đẳng cấp thượng hạng của Bia Sài Gòn đã được công nhận trên toàn thế giới trong hơn 140 năm qua. Nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu cam kết giữ vững chất lượng, thương hiệu, đẳng cấp, truyền thống trăm năm lịch sử mà Bia Sài Gòn đã đạt được, giữ vững niềm tự hào của Việt Nam và sự ưa chuộng của thế giới để mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông, nhà phân phối, đối tác, người lao động và xã hội.
Bia Sài Gòn, niềm tự hào của Việt Nam.